Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, xin đại diện quan viên hai họ, tôi xin tuyên bố tour mừng thọ bé Út Thương Ngô chính thức bắt đầu. 2.000 mà anh. Hôm nay là sinh nhật bé Thư, bé Út của nhóm. Cả hội mô tô của mình sẽ cùng nhau làm một cái tour ngắn đi Thác Mai và cách Sài Gòn hơn 100 km. Đây là một chuyến tour ngắn khá thú vị và anh em cùng du hành với team của mình nhé. Mọi người đi. Ai dẫn đoàn vậy thôi hả? Đỉnh hả? Thư dẫn đoàn hả? Đó bác. Thôi là tôi xin cô lên hàng á. À thì anh Phát dẫn đoàn đi, Phát cô to nè. Bỏ đường đi anh. Đi đúng không? Chạy đi anh Phát ơi. Rồi khởi hành đi mọi người. Chạy đi, chạy đi. Thanh nghe không? Thanh có mở cho tôi chưa vậy? Nghe nghe nghe. Tắt đeo quả ba lô hơi bị sờ tai. Có điểm sửa. Đi hết chưa anh em, đi hết chưa? Rồi, đi hết rồi, chốt đoàn. Qua lên ngoài hết rồi. Má nó bụi trời. Quá trời bụi. Ra ngoài chạy đi mà không? Chạy phát lên. Tour này đi trong ngày ra Đồng Nai gần 100 km, ở đông ghê ha mọi người. Tour 60 cây mà trang bị đầy đủ á. Đây là đông đông nhất nhì rồi. Sinh nhật quá bự luôn. Lấy cười hả? Trời ơi trời má đam. Sao chạy ghê vậy em Tuấn ơi? Đừng nép qua bên trái đi mọi người. Bên phải là xe nó chạy thẳng á, nó ủi luôn á. Ok ok. Hồi nãy thấy tôi đoán cái gì á, đen đen á. Nãy nhỏ à, không biết phải không? Giờ nó tiêu bịch khoai lang rồi. Rồi. Cục đá kìa, nãy cục đá. Bịch khoai lang đâu rồi? Jackman đang giữ. Mình có ai cũng đi rồi. Cái phim khoai lang. Ủa bé đang giữ, đang giữ khoai lang mà. Để quan tâm nó bịch khoai lang. Tôi mẹ nó bỏ mà. Lấy hết chưa? Tôi đi chạy không? Tôi đi đây. Cái luôn. Này có hai anh CB650 mở đường tìm chạy máu ha. Bán hoài này. Trời trời trời. Tuấn Lê là Tuấn Lê. Đã nói là có cái G rồi mà em còn bương nữa. Sợ thiệt cái chứ. Em làm anh hết hồn nha. Đây là lần đầu tiên mình thử nghiệm cái tính năng bằng Cado ha các bạn. Cado nó có cái nút tắt rất là tiện. Cái lúc nào mà mình muốn thu âm riêng không ảnh hưởng đến mọi người á, thì chỉ cần nhấn nút tắt đàm thoại. Không biết mọi người nghe có rõ không. Đi quốc lộ 20 sợ nhất là lúc 7-8 giờ sáng như này nè. Cái thời điểm này là mọi người đổ ra đường rất là đông và đi rất là ẩu. Thường thì đi qua đây mình chỉ muốn đi buổi tối hoặc là đi sáng sớm trước 6 giờ cho nó an toàn hơn. Trời trời, ghê chưa? Anh chơi chiêu cái chiêu bán tốc độ bằng miệng mới ghê chứ các bạn, bán tốc độ mà không có hình các bạn, kiểu như là chia ra từng người á, mình đàm phán xong rồi cái kêu từng người vô để mà
ép giá khác. Do lấy bài đó. Lúc sáng hơi xui bị làm lục bẩn, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến chuyến đi của mọi người. Cả team được bé Thư dẫn đi ăn sáng. Ở thị trấn này là địa bàn của bé Thư. Và xin giới thiệu quán bún riêu nhà hàng của bé Thư. Tô bún riêu Đồng Nai đầy đủ giò, riêu, huyết, hành và cà chua nữa. Nhìn có vẻ như là nấu khá là chuẩn chỉnh. Và mời anh em. Không biết từ quán nào á, biết mà Thư dẫn á, dẫn đường đi. Ủa là đi thác hay là đi quán? Giờ nếu mà đi thác thì mình bấm map mình đi, còn nếu mà đi quán thì em nhắc đi. Okay. Chung với bên là. Dữ gì vậy? Chung tay luôn, chạy cuối toàn luôn nè, không nổi. Thôi tất cảnh rồi mẹ. Chạy vô nhẹ em xíu à, thôi mọi người chạy vô chung luôn cho nó vui. Được, là đang là tiên gặp tình trình. Chạy vô luôn đi, có ai có nhu cầu bỏ đồ gì thì bỏ. Nó mời cho bỏ đồ đi, để xem đi sao không đi. Ừ đúng rồi, mọi người ai có muốn bỏ đồ thì bỏ. Tao đường đẹp quá. Đúng ta rồi. Hoa quá trời luôn nè. Thì vô cất đồ cất giáp đi rồi đi. Ừ tháo giáp ra đi, đi cho nó mát. Mệt, mặt mệt mỏi quá. Vô thay đồ đi. Ui, đường ngoài đẹp quá ha. Có rồi, có rồi. Bên lề, bên lề. Bên lề đâu rồi. Đã chồng luôn cửa rồi. Đang đi đổ rác đó. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Ê chóng mặt quá mọi người. Trời ơi. Sau khi cắt bớt đồ ở nhà bé Thư, cả đoàn di chuyển đến khu du lịch Thác Mai. Trước giờ đi qua quốc lộ 20 Đồng Nai rất là nhiều, nhưng mà không để ý là ở đây có nhiều khu du lịch và chỗ chơi như vậy. Ở tour lần trước ở Đồng Nai, bé Thư dẫn cả đoàn đi suối Mơ, lần này thì Thác Mai. Suối với thác, mai với mơ. Đúng là dân bản địa chỉ đường mới mở mang được tầm mắt. Gmap chỉ đường từ đây vô Thác Mai là khoảng 30 km, qua cánh rừng rất là rộng rạp. Ở trong này mát quá vậy mọi người. Đúng rồi, đi toàn cây không à. Không, y như đi đèo vậy đó, mát. Nắng quá chứ. Mát quá, đảo à. Bỏ giáp ra đi. Người ta mặc áo thùng nè. Ý trời, mặc áo thùng sướng. Mấy người mặc áo giáp đâu có biết cái cảm giác ở đâu. Bắt lạnh luôn á. Chỉ sao mà đi vô đây đi du lịch mà áo giáp. Trời gió nó luôn như mắt. Phải đi quýnh lộn đâu mà mặc áo giáp. Ơi, bé thằng áp lộn. Gió lộn. À, đây đây đây. Đây đằng sau lưng em này phải. Sao vậy? Cái giọng nghe tiếng bên lời rồi á. Nó mở cà đồ rồi sao á, phải không? Ê, hình như là có tá à. Cái đó cho một đám em hả? Cái này thật em đang đùa ra. Cảm giác okay, trong tủ nói xấu với lời đi nha. Nó mắc bảo quá. Ở đây đây đùa ta. Quá à trời. Mắc cỡ quá cho nên nó tập trung vô nó chạy, nó không có tan được. Bây giờ run thế hả? Bình thường nó quẩy quẩy quẩy, bữa nay bắt đầu run hả? Mẹ theo cái đường cua nha mọi người, không có đi thẳng nha. Nha, cô trái luôn nha. Mẹ trái nha. Rồi chờ chứ rồi. Nè nóng quá. Lên trên đi, ôm cua rồi. Ôm cua phải nói đi bà con. Giảng giảng ra tí chạy phát nhau quá, khó chạy quá. May được có cục ông Thư. Nó đừng học ra lại quốc lộ không? Em cũng không rành ở đây nữa. Ủa? Cái ông dẫn có cạc đâu không? Hả? Dẫn không có cạc đâu. Có bộ đàm dẫn. Nhưng mà chưa kết nối. Dẫn nó chỉ biết chạy thôi à. Bởi vậy phải có một người bám theo. Một người có cạc đâu bám theo nó. Kết nối Bluetooth lại cho bạn đó. Nhưng mà cái người mà kết nối luôn đó là phải đi kế bên mới được. Họ đi cỡ 400 cây á, 400 mét à. Không thể dụng, không có thể dụng đâu. Giống như Swift vậy á. Rồi. Cái đường này ôm nhẹ nhẹ một xưởng ha. Ôm nhẹ nhẹ có ổ gà này nó chơi luôn, đã. Đảo á. Có ổ gà đồ tinh tinh rồi luôn không?
Ờ, tôi với anh chờ số gà đó. Để tự quá được. Có được nhúng nhảy đó. Ủa thì là tôi lạc thôi nha. Bự nha, bự nha. Cái này bự. Thấy ổ gà bự nha. Cũng sợ gà bự luôn. Đã. Rồi, bắt đầu vô đường rừng rồi đó bà con. Cái tiêu đi bà con. Thôi, bỏ đường ngay đó đi. Đã quá. Đó. Đường ngay đẹp quá. Quá quá à. Ờ, ok, ok, theo Google. Ngoài đường trên. Sao các anh quay rồi em? Em muốn lên hình thì anh chạy lên trước anh đi. Đi, chạy luôn đi. Ôi, đá vậy. Ờ, nãy có con chó nha, con chó đi trước nha. Đường này đã lắm. Đã, mà em ôm tua cả rồi. Đã ôm cả gói các kiểu. Bán luôn này rồi, bán luôn rồi. Một mẫu gà kìa. Bán luôn nổi. Ông Phan nay bảo, nay bỏ nó ở nhà là hợp lý. Đi 8 giờ có chửi không? Cái mặt nó chịu ổ cục. Đi đường gần này nè, đã lắm. Cái dây cầm cào cào. Tao không chạy đường này đã lắm. Ồ, cầm cào cào đường này chưa đã. Thế mà em đi cào cào đường này em chạy đâu có đã. À, có một chút chiêu chiêu nào hay ha. À? Không, đường này đẹp lắm em. Ừ, rồi, tuyệt vời. Đường này khác thì đường, đường rừng Bù Gia Mập đâu. Mát quá hả? Mát rượu luôn á. Mát lạnh luôn. Rồi, để xe rồi, để xe. Ôi, xe đạp kèm một hoàng ơi. Trời nha, ôi, trời nha, ơi. Ôi trời ơi, xe đạp ơi. Té trời. Ôi, thì trơn á. Chạy lá cây trơn á. Đừng chạy trong lời nha. Chạy trong lời té trơn. Ôi, té em nha. Em kêu em té như tội nghiệp quá. Ừ. Phải chi hay, hoàng có chi hai đứa mình xuống. Nhìn đỏ bụng quá. Tuấn thì, khỏe. Rồi. Đang gốc cây. Chắc wow, cái cây. Đẹp quá. I love you. Ôi, đẹp quá con ơi. Không đem Google à. Chứ trời ơi, thiệt chán ghê. Ai đi ô tóc bơi vậy kỳ vậy khác. Ừ, anh chưa mua máy tính cho nên anh học có đem theo máy quay. Đầy hết cả nhớ rồi, hai cái. Cái ổ mua làm gì. Cái ổ kia bên ta phải có cái ổ gà nha. Ổ gà bự. Ôi trời ơi, ổ gà bự lắm nha. Mẹ ngồi sau mà thấy mình đi qua ổ gà thoát tim luôn. Có rất nhiều, tránh ra. Trời, cái đường này nó đã thiệt luôn á. Ồ, đã ha. Ồ, lâu mà em mới đi lại luôn á. Ồ, thương ngày xưa đi ổ trong này đúng không? Hả? Thương ngày xưa đi đứng đi ổ trong này đúng không? Đi qua bên chó đi mọi người. Đoạn đêm sau á. Ê, chạy, đêm sau đi. Rồi. Đường này hơi trơn nè, ổ gà. Lá cây một bên phải à. Ủa nè, mới thay. Anh bên phải nha, ổ gà bên phải nha. Hôm nay có vẻ bên phải xấu nhiều á. Nên mọi người chăm canh bên trái. Giữa tim chạy thôi. Giữa tim chạy thôi. Chúng ta chạy hiền quá. Mọi người chạy chậm tí quay phim được không? Lẹ quá. Quay phim hả? Quay đây, quay đây. Để con tay thôi, cầu giết kiệm. Má ơi, trên này người ta chạy có 50 chiếc kiệm. Để làm chỗ có rồi. Đâu đạo con tay thôi, cháu đi mua. Vừa đứng vừa chạy nữa. Ta vừa đứng vừa chạy còn được nữa kìa. Ờ, lâu rồi mới quên cái bài đứng. Lên hình đẹp quá à. Lên hình đẹp siêu quá. Đâu lên đây coi. Lên đây quay mong anh chị ơi. Quay nè. Lên đây quay nè coi. Nè, quay camera mày tối. Camera mày lên. Lên đẹp không? Đẹp không? Lên đây quay. Lên đây mình coi đôi nha. Lắp dán coi. Ủa vậy đây quay dưới hả? Đi chậm chậm cho camera. Đi chậm chậm cho em nó quay như thế nè. Ôi, đây ngồi chiều nha. Chưa hồi chơi nha. Đường này trơn nữa. Ồ. Có vẻ liêu cho chứ gì cũng vậy mọi người. Kiểu này nè. Bé Thư đang quay hả? Bé Thư đang quay hả? Sao đợi mấy người quay mà không ai lên chân trời. Trời khúc cái đường này đẹp nè. Bé Thư lên mình vậy? Thôi quay tôi phát ra nào mọi người ơi. Khúc này quay mới đẹp nè. Bé như chậm chậm thôi em quay cho anh phát. Ê mọi người. Dạ. Từ từ nha. Chạy từ anh ngoài em chạy từ từ để quay em. Ai quay ơi dừng lại đổ cam 360 được không? Đổ quay cả tim luôn đẹp lắm. Trước sau quay cùng lúc được luôn.
Quay lại nhau, quay lại đây, lên đây, lên đây. À, tên nãy có quay thấy anh không tính. À, à. Trời ơi, lạnh đúng luôn á. Chịu đi, đứng đứng lạnh xe, cái kiểu. Ờ, đứng nghe anh nghe nào ạ. Đứng nghe anh chị nè. Đứng nghe khoan thôi. Đó, 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 đẹp kìa, đẹp kìa. Trời ơi, tao không biết lo. Đẹp quá nhà luôn. Chui. Anh thấy lúc nào có dùng áo mưa mà. Tăng tóc lên phía sau ơi. Quay tóc lên, tóc lên, chạy lẹ, chốt mưa. Con ơi, con này có chỗ nào đẹp chụp hình mà. Chà chà luôn, con rất là chụp hình. Chà đi, có gì chợ. Đẹp, đẹp. Nước gió thôi. Mưa rồi. À, mưa gió rồi á. Ở trên đây có cái nhà này, trên đây có cái nhà, chú mưa được này, chạy nhanh lên mọi người, có cái dù trên đây nè. Chạy nhanh lên mọi người, có chỗ chú mưa trên này. Chạy nhanh lên, có chỗ chú mưa trên này. Đây ngồi tí, mưa này dằm như kiểu mưa bóng mây á. Ủa, tối cho em. Thấy bên kia có cái gái rồi, như tối rồi kìa đúng không? Hai cây nữa đúng không? Không. Hai cây nữa không? Ủa, sao không đi đi rồi làm gì? Đang bị nó bay. Có cần cửa áo ra cho thằng em mặc không rồi nó cài lên. Mọi người ơi, em nặng hữu cái coi. Ủa anh Thủy đây nè. Mọi người muốn mặc áo mưa không? À đấy. Vậy thôi chạy luôn đi, tranh thủ chạy luôn đi mọi người. Chạy luôn đi. Chạy luôn đi, chạy luôn, chạy luôn đi. Mưa này, mưa bằng mây luôn hả? Ủa bé chưa ý, nó vừa nó làm gì vậy? Trời ơi, em nặng một cái được không? Rồi nãy đi luôn, đi luôn. Từ từ, nó bé, từ từ bé đi mua đồ. Từ từ ơi. Từ từ, từ từ. Đó, đã đủ đủ rồi đó, đã đủ rồi đó. Ai đi, ai đi, cứ đi đi, đi chứ rồi. Em biết đường đâu mà đỡ. Đi là đi chung chứ không có ai đi trước thì sao. Chẳng thật thì như là mình. Ok ok. Đây ngay cổng như đây nè, ngay cổng như đây luôn rồi nè. Lên đây đi anh, lên đây có chỗ mua vé luôn này, lên đây chú mua luôn nè. Nè. Ờ nó có cái lán như này luôn nè. Ủa tổng cộng bao nhiêu người vậy mọi người? 17 người đúng không? 17 vé. 17 vé. Ủa 2, 3, 4. Nếu ai mà không có áo mưa chạy thẳng vô luôn đi kiếm chỗ trú đi chứ đứng dưới mưa làm gì vậy? Cảm lạnh hay sao? Mua vé thôi thì chỉ có một người đại diện mua vé thôi mọi người chạy đi. Cho nó chạy đi. Bao nhiêu anh? Đếm vé nữa. Thì 17 vé là được rồi, đếm lại đi. Ủa trong đó có chỗ trú mưa không anh? Có. Đây anh thôi em. Trời mưa lớn rồi kìa. Ủa trong đó giờ chỉ có một đường vô đúng không? Đúng rồi, đi theo đường nhựa, đừng đi ra đường. Đường khá trơn, chắc mình đi chậm thôi. Dù sao cũng độc hành nên không có gì phải bội. Mưa quá, hơi lạnh ha. Trong này bình thường đã mát lạnh rồi. Mưa xong nó càng lạnh nữa. Họ về bảo là vô trong này là cỡ 10 cây nữa, chắc cũng khá là xa. Rừng cây heo hút ghê á. Buổi tối mà đi con đường này là hơi ghê nha. À cái ngã ba. Hồ nước sôi bên trái, thắng lai bên phải. Bên kia có cái nhà mà không thấy sóng cao độ của mọi người nên chắc là không phải bên đó. Chắc là mọi người sẽ đi tiếp rồi. Cao độ S nó có cái tầm hoạt động là hơn 1,5 cây. Cho nên nếu mà mọi người mà vô kia là mình đã nghe thấy tiếng của mọi người rồi. Cho nên là mình sẽ đi tiếp bên này. Mình phán đoán vậy để coi đúng không nha. Ê cha, lại có ngã ba. Yeah.
cho một xe con đi. Nên lâu lâu mọi người thấy là có một cái đoạn rộng hơn để xe con nói né nhau nè. Điều này mà hồi xưa là chắc là có nai, có hổ, nên ở đây mới gọi là lồng nai. Ở Đông Nam Á có nhiều con đường như thế này này, nhưng mà đang đi tự nhiên thấy hổ nó dí theo mình. Sắp tới mình có dự định đi xuyên Á nên cũng có tìm hiểu. Ví dụ như là mấy con đường này mà ở Miến Điện hoặc là Ấn Độ là chắc không có dám ai, chắc là không ai dám đi như thế này mình đâu. Tưởng tượng mà đang đi mà có con hổ nhảy ra thì không biết như thế nào luôn. Ồ, với con suối đẹp ha. Sướng chưa? À, tới rồi, nghe tiếng điện tôi tắt rồi. Ủa, một tối rồi. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy hình như có cách nối sóng rồi. Gì vậy? Ê, xuống dưới đó chụp hình đẹp á. Tiền mình nguyên team ai cũng cài đổ S ha. Rất là xịn. Mười mấy con rồi. Này bên này nữa nè. Hộ này mạnh nha. Thường thì mình thấy mấy hộ mô tô cùng lắm là ba con. Một con dẫn đòn, một con điều hướng, là một con chốt đòn. Còn team này là coi như là đủ nhau mua là mua luôn. Rất là mạnh. Ở dưới này là xong lên ngay này mọi người. Và xin giới thiệu mọi người, đây là khu du lịch Mai, là một đoạn sông La Nghè chảy từ thành phố Bảo Lộc ở trên Lâm Đồng đổ về đây. Cái đoạn này thì thành một con sông lớn chảy qua các khe đá, tạo thành thác rất là lớn và tạo ra rất là nhiều đảo nhỏ. Người ta làm rất là nhiều cầu treo để ra các đảo để mà business và cắm trại. Nhưng mà nhiều khi nước lớn bất ngờ cho nên là người ta đã hạn chế, không cho những cái cầu này ra đảo. Hồi cả team mình sẽ thử ra khám phá mấy cái cầu treo và tìm chỗ để chụp hình. Nóng ghê. Nãy đi cho đường rừng á, còn mát chút xíu nhưng mà vô đây nó lịch ghê. Tình mà nói thì mình thấy vô đây vui nhất là cái khúc mà chạy qua cánh rừng rất là mát, rất là thích. Còn vô đây thì cũng không có gì nhiều để chơi. Nếu mà đem đồ vô đây để mà cắm trại và business câu cá thì có vẻ sẽ rất là hợp lý. Đây cũng là bối cảnh mà diễn viên Lý Hải đã làm phim Mặt Mặt. Còn mấy thì mình không nhớ. Sông La Nghè này sẽ hợp nhất với sông Đồng Nai tại Hồ Chí An và cùng nhau chảy về tận tới Sài Gòn. Đó. Quay đã đó, hay quá ta. Sao được vậy? Sao được? Ủa. Ủa. Sao được? Sao ảnh chưa hả? Lúc này cũng chưa rồi, mọi người sẽ di chuyển về lại nhà bí thư để mà ăn tiệc sinh nhật ha. Trên đường đi những con đường giữa đường rất là đẹp và mọi người dừng lại chụp hình kỷ niệm. Khá là xui là chụp hình thì trời đổ mưa và mọi người lại đua nhau ở nhà bí thư, nhưng mà rất tiếc là không kịp. Thay đồ ước xong, mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, mỗi người một việc phụ nhau. Chị em gái thì lo gỏi gà ở trong nhà, còn cánh anh em thì lo nướng cá ở bên ngoài. Ba con, ba đứa luôn, coi lên đĩa. Hai con hả? Tươi ngay tận hồ luôn. Từ hồ lên bếp luôn. Nhanh gọn. Anh Hòn, người đàn ông dâm đảng, á lộn, người đàn ông đảm đang của chúng ta. Ủa sao mà đứng xuống nướng cá gì kỳ vậy?
Bởi vậy nó mới là cái cá diêu hồng nướng ngập dầu. Nướng gì? Chiên. Ba chiên rồi. Nướng ngập dầu. Anh cứ để cho nó vàng, được vàng rồi mới mới chở. Cứ để yên nó dính lắm. Tại vì ngày 1/9 đi làm là cái giá khác, còn cái ngày 5/9 đi làm là cái giá khác. Hai cháu này. Hai người con. Đây. Trời ơi. Che nha. Đập chết. Đây đơn phụ lòng anh nó hòn nha mọi người. Đó rồi, nó được anh. Ủa nhiều vậy. Không, đây ba chứ. Còn một hồ nữa kìa anh. Cuối cùng thì mọi người cũng cùng nhau ngồi hưởng thụ thành quả một bữa tiệc quá là hoành tráng và thịnh soạn. Cảm ơn bé Út, Phương Ngô và gia đình đã thiết kế chương trình cho mọi người. Bởi vậy ai cũng mà hết. Ủa sao anh để mấy cái hộp bàn là hộp thôi. Rồi, tưởng nó ăn đồng hộp con nhỏ nha, nó mất lộn. Cô ơi, cô phải đây, phải đây. Ê, đây. Ủa gì vậy? Nóng quá. Trời ngoài kia đẹp, nóng quá. Quăng quá. Quăng sao quăng từ đó vậy? Chú anh Hoàng có ai chạy vậy? Chú anh ông lắm tích chưa? Anh tích được con lên là nó tu nè. Còn anh Trung. Chứ ai nữa không? Không. Em định chỉ mọi người đi đường trong. Thế à, đi đường nào từ ở Trung. Thôi mở đang đứng đây, mọi người cẩn thận cho xe máy nó tạt ngang ra giữa máy sơ nha. Ghê lắm á. Trung đi từ ở Trung. Ờ, hình như ở trên có anh Thanh nữa sao á, để em chạy lên. Không, anh biết sâu em. Thấy rồi. Thấy rồi không? Vậy mọi người chạy theo. Rồi chạy đi, chạy đi. Ok. Ủa, ra đâu mà nghe ta? Đó là đi ra tâm sản. Qua bên trái phải nha. Bên trái phải nè, mọi người quẹo phải nha. Quẹo phải nha. Cái khúc đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ trên nó kẹt xe á. À, đi đường khác. Tôi không nói, Trung. Cho Trung đi thẳng đi. Ai dùng cái đô sao gọi nó không? Đúng rồi, xin lỗi. Sao rồi? Nó nghe rồi à? Sao cái đồ nó không nghe sao á? Ai nói nghe nhưng mà không nói. Nó kỳ vậy? Có cái đồ báo nghe chứ. Người ta đeo cái đồ thì người ta hú nhau rồi ông gọi ông nói gì cả. Mèo trái rồi. Alo? Hả? Anh chú là chốt còn rồi đó. Quẹo trái xong rồi mình quẹo phải liền nha. Có. Ờ. Nó chặt quẹo trái rồi quẹo phải. Trái qua trái. Đó. Đó là đúng đường xé mọi người. Cái đường dài đá ta. Ra tới đâu là nó hư. Sao vậy anh? Thấy là đường này ra tới đâu lận? Ờ, nó ra ngay tới cái chân cầu La Ngà á. Cái đó. Nó né được cái phần chứ đèn xanh đèn đỏ buổi chiều nó cũng ngang nhờ, nó đâu sao rồi đúng không? Đúng rồi, nó không ngang, nó không xa. Đúng rồi, nó tao nói đi này. Mốt biết đi đường này đi ngoài kẹt xe quá. Đúng rồi, đường ngoài nó hay kẹt xe quá, đi mọi người đi đường này nè. Ồ, đã quá, đường đã quá. Rồi ở phía trên đây nó là cái tượng đài chiến thắng á, nó nhìn ở từ trên xuống dưới cái cầu La Ngà luôn. Ồ, giống ở Đà Lạt quá. Cầu La Ngà kìa, đẹp quá. Đó, giống quá, ngoài ở Đà Lạt kìa. Nhìn phía trên là đang là cầu La Ngà, nhìn xuống nè. Quá đã. Đừng ra chiến thắng. Hôm nay mà bay fly cao ngon lành. Bạn xuống dưới đây tắm luôn đi. Mau, đẹp quá. Về phải nha. Ô, đường tắt xa ha. Đâu xa đâu, anh ra tới cầu thôi nè. Ý là đường tắt đi xa, chi đi ra đây luôn à?
hơi ngắn đúng không? Đường tắt cái ra tới dòng dây luôn kìa. Tại vì có quen thì chúng ta làm mà. Ủa là mọi người có đi cà phê không? Có đi, có đi mà. Cà phê ở đâu vậy? Là ở dưới Biên Hòa phải không? Biên Hòa. Đây Biên Hòa. Dạ. Hòa gì á? Chỗ mà trà sữa ngon đó. Ờ, bữa nay chủ nhật mà. Vậy là hôm nay đi lẫn về mọi người đã chạy hơn 200 km. Với khá nhiều hoạt động nên mọi người giờ này cũng đã khá mệt. Giờ team Nội Thành Sài Gòn sẽ cùng nhau về trước. Team Sài Gòn không rành đường nên được anh Vũ cho cô dẫn đường về với tận cầu Đồng Nai. Cảm ơn anh Vũ, người chốt đò có tâm của team. Sáng giờ mình vẫn giữ món quà tặng sinh nhật bé Thư. Tưởng mọi người có chương trình bất ngờ gì đó hoặc là có chương trình tặng quà. Đợi mãi không thấy nên cứ giữ mãi cái món quà đến giờ vẫn chưa tặng. Cảm ơn anh em đã đồng hành với Thanh và đồng bọn trên hành trình vlog này. Hẹn anh em ở chuyến đi tiếp theo. Và nếu anh em chưa subscribe thì hãy cho mình một nút đăng ký kênh nhé.